Gặp tôi làm chi? Tự nhiên mời ra đây gặp nói chuyện chơi, tự nhiên không nói rồi uống đã đời để xuống rồi ngồi mà, chiêm nghiệm gì vậy? Đây nè, tự nhiên có máy quay. Thì đó. Cuộc đời tôi ngại nhất là tự nhiên là đi ra nói chuyện có máy quay. Biết là anh làm kinh á. Nhưng mà mục đích nè. Nói. Anh rủ anh nói chứ tôi biết mục đích gì. Mục đích anh kêu tôi ra đây làm gì? Kể chuyện đời, chuyện nghề. Hồi trước làm nghề chạy sao đồ này kia lu bu đồ tức bực đồ không nhìn nhau rồi cái mặt nói thiệt không 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 tin nói chơi cũng không biết lạ mặt Lê Quốc Nam á ngày nói, nào thiếu gì ngại nhiều khi nói chơi chơi rồi nhiều khi tôi hiểu lầm tưởng nói đó là nói thiệt ai về nói chơi rồi những lúc nói chơi tôi tưởng đâu là nói thiệt trời ơi má ơi con lại má luôn mà nói về cái gì. Nói về chuyện làm ăn rồi nhóm viên đồ này kia đồ từ lưa hết trơn đó. Đó. Mà Tấu Hài hả? Ừ, hồi lúc có Tấu Hài đó. Mệt ghê. Tôi muốn quên nó lâu lắm rồi mà sao từ báo chí cho đến này kia lâu lâu cứ gọi điện đến mà hỏi về cái vấn đề Tấu Hài. Tôi mệt mỏi ghê. Thì mấy báo chí má không nói, giờ má gặp tôi quay lại để nhìn nhiều kỷ niệm đồ, anh em đồ. Sau này thí dụ như anh em mình không còn làm sân khấu nhưng mà vẫn còn mở kinh lên cái tôi bữa gặp Lê Quốc Nam cũng vui rồi này kia. Lê Quốc Nam kể lại chuyện đời rồi tôi hỏi chuyện nghề rồi kể này kia. Cho nó ghi là cái kỷ niệm của anh em chúng mình. Ồ, nhớ à. Anh em thì lúc nào tôi cũng nhớ đó. Nhưng mà nhắc đến cũng mệt quá. Có dịp nào đâu gặp, bây giờ dịp gặp nè. Rồi mai mốt tôi rủ má gặp anh Tơ nè, gặp Tiết Cương nè, gặp nhiều người khác nữa. Mình nói giống hay xạo đồ chơi. Giờ kể tôi nghe coi hồi đó sao mà có tên Lê Quốc Nam. Hay là trước đó tôi nhớ ông là trắng đen hay mập ốm gì đó. Lúc đó nổi ghê luôn á, đúng không? Lúc đó là thời điểm lên mây đúng không? Giàu lắm, lúc đó giàu lắm. Bây giờ đừng nhắc đến được không? Nhắc đi đã, ta cần nhắc mà bây giờ kêu đừng có nhắc hoài. Thôi vậy nè. Nhắc sơ thôi. Không, bữa nào á ông đang làm kinh đúng không? Ừ. Tiện thể lâu lắm tôi không gặp anh em hai nè. Ừ. Gom mọi người đến đi. Gom đông đông này kia rồi mình nhắc chuyện xưa rồi nhắc. Nghe không? Rồi. Còn giờ tự nhiên tôi với ông ngồi có hai người rồi nhắc đến cái chuyện đó. Thật nha. Ừ. Buồn. Sao buồn? Tại vì cũng may là đến giờ tôi vẫn còn công việc làm. À. Nhưng mà anh em hài của mình đã thật ra tên tuổi nhiều lắm. Đúng rồi. Đúng không? Có tên tuổi rất là nhiều. Nhưng mà đến bây giờ thì hầu như họ không còn làm nghề nữa. Có một số. Có một số. Nhiều luôn á. Ừ. Nhiều luôn á. Ừ. Có nghĩa là không, nhưng mà nói đi nói lại cũng là do thiên thời địa lợi nữa. Ừ. Chứ anh em hài mình giỏi chứ. Ừ. Đúng không? Anh em rất giỏi. Nhưng mà tại vì có nên nói thẳng không ta? Nói đi. Anh em hài của mình á, cái thời trước đây á, có một cái dở. Dở gì? Dở có nghĩa là cái tôi á, lớn quá. Rồi coi thường em út. À. À đúng không? Đúng không? Đúng không? Cái này có nha. Có nghĩa là khi thấy em út á, thậm chí nha, tôi chứng kiến nha, có nhiều em mới lên diễn cái ngồi dưới tao, ôi nó diễn vậy chết rồi, trời chết. Nhưng một đêm nào đó, cái nghề của mình anh biết mà. Đúng rồi. Một đêm nào đó thức dậy, tự nhiên người ta trở thành ngôi sao. À, lúc đó mình nhớ là... Thì làm nói... sao mình có thể nằm trong cái thời của họ được. Ừ. Nếu trước đây mình đã coi người ta không ra gì. À. À, đó là cái lý do anh em hài của mình không có việc làm hiện giờ rất nhiều. Đúng rồi. Đúng không? Còn có nhiều khán giả họ không biết, họ lại nói là cái tốp trẻ bây giờ nó ghê quá, nó ekip này kia rồi, nó này kia, xong rồi nó đẩy hết đàn anh đàn chị không cho ai làm. Ừ. Nhưng mà thật ra sai. Đúng rồi. Đúng không? Mình làm việc phải có hợp nhau. Ừ. Mình làm việc cũng giống như bây giờ cuộc sống bây giờ nè. À, 5 chấm rồi nha, 5 chấm, 6 chấm, 7 chấm vừa rồi đó. Đúng rồi. Mà mình vẫn như cái diễn cách cũ này kia thì cũng khó để mà hòa hợp. À. Đúng không? Một cái nữa là cái nghề của mình mà tài năng thì họ sẵn sàng mời. Nhưng mà tự nhiên ví dụ như là có một lúc nào đó mà là trong cái tâm tư của không ngày xưa không hợp nhau rồi đến giờ sao hợp được cũng khó. Đúng rồi. Nên buồn là gì? Thật ra
mọi người sống với nhau để tồn tại hay không, không phải là do giỏi nghề hay dở nghề, mà do cách cư xử. Cách cư xử cũng giống như bây giờ nè, ông công nhận với tôi không, bọn trẻ bây giờ nè, đôi khi nó không biết tên mình nha, nó nhớ mặt mình, nhưng nó vẫn cư xử với mình rất phải phép, đúng chưa? Thì có phải khi ông có việc làm này kia ông sẽ nhớ tới bọn nó không? Đúng rồi. Nếu ngày xưa anh em mình tất cả đều như vậy, đừng có ngôi sao, đừng có này kia, có lẽ đến giờ các bạn vẫn còn có việc làm, chứ đừng đổ thừa cho ai hết. Tôi không bên ai nha, tôi nói cho ông nghe nha, cuộc đời nhớ, nói đi cũng nói lại, không hên á. Có người vợ quá giỏi, thiệt, tội nhỏ. À, tôi nhớ hoài cái lúc mà mới lập nhóm hài, nhớ không? Sau khi mà ông diễn với Việt Hương xong rồi đó, xong rồi không diễn với Việt Hương nữa là ông về là ông lập cái nhóm với lại bé Phú á, giờ bà xã không á. Nhưng mà con bé giỏi, đúng không? Chắc cái này tôi mới nhớ nè. Gì? Ông nhớ ông còn ghẹo cái gì không? Ghẹo gì mà tôi với ông xích mích rồi cuối cùng tôi mới hiểu ra là cái đó ông nói chơi, bởi vì cái mặt của ông á, nói chơi không ra nói chơi mà nói thiệt không ra nói thiệt. Mà ghẹo cái lúc gì? Tôi chạy đi diễn, bé Phú đau bụng á, tôi kêu bé Phú ngồi đó, ngồi cho quán bà Tư đó. Đó, rồi ông ở đó, ông nói cái gì mà nó lỡ nó khóc bù lu bù la, ông nói cái gì? À. Còn nhớ kỷ niệm không? À, nhớ, tôi giỡn. À. Tôi giỡn thôi, nhưng mà tôi đâu có nghĩ là ông thương Phú dữ vậy, ông ghen nữa chứ, ghen nữa tôi mới ghê. Giận, không phải ghen mà là giận, ông nói bậy. Ủa nhưng mà tôi nhớ tôi chuộc lại lỗi lầm mà. Thì đúng, đúng. Ủa, đó. Hai vợ chồng ông mà đám cưới đưa dâu ai đưa, tôi đưa với ai đưa. Đúng rồi. Thì đó bây giờ tôi mới nhắc nè, đó mới là kỷ niệm. Bữa nay tôi gặp Lê Quốc Nam, tôi cũng thành thật xin lỗi, tôi có nóng tánh. Nhưng mà có một cái là, bởi vì lúc đó đâu có suy nghĩ kịp mấy cái đó. Nói gì đâu. Ghệ nó đang khóc. Nhưng mà bây giờ tôi khổ lắm ơi. Ôi khổ gì. Khổ lắm. Giờ ông giỏi quá trời. Trời ơi bây giờ nó lên trưởng nhóm rồi. Bây giờ tôi bị đì lại tôi mới khổ cái đó thôi. Chứ không. Nó giỏi, có giỏi. Không, tôi nói thật nha, không biết. Không biết ông có trong trường hợp vợ ông hay không tôi không biết nha. Nhưng mà tôi thấy bản thân tôi nè, tôi cũng là người nói nhiều vậy. Nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn không livestream nha. Dạ. Cực lắm mấy bạn. À, thì đó, không. Cực lắm mấy bạn. Cũng ho, cũng này kia hoài à. Tôi thấy vợ ông ở live mấy tiếng hồ. Nó tư vấn đồ này kia hay lắm. Cơm áo gạo tiền. Cơm áo gạo tiền. Đúng rồi. Không có giờ mệt á. Giờ đi quay đồ này kia đâu có nhiều đâu. Nhờ bà xã bán rồi mình phụ, mình ngồi mình đưa cái mặt đó. Không, nhưng mà được một cái nữa là vợ ông á, được người ta quý. Đúng rồi. Hiểu không? Quý là nhờ cái gì, không phải là sản phẩm tốt thôi nha. Sản phẩm mình bán là phải tốt rồi mình mới bán, đúng không? Đúng rồi. Chứ tự nhiên mình đưa cái mặt mình ra mình giới thiệu ẩu không dám rồi, đúng không? Nhưng mà tôi nói cho nghe nha, mọi người mà ủng hộ vợ ông nhiều là cái gì đó? Gì? Là do là nhờ hình ảnh. Những lúc mà ông ngồi bên vợ ông á, cho dù ông không nói gì hết, nhưng mà tự nhiên ông đã tạo nên một cái hình ảnh mà vô cùng thân thiện đối với người đang xem live. Có nghĩa là hình ảnh vợ ông lúc đó nó gọi là cái gì ta? Rất thánh thiện. Một người mà gọi là một người con gái bán dầu thơm bên cạnh thú cưng. Khuôn mặt của ông rất là bụ bẩm vậy đó. Nói giỡn nha Quỳnh ơi, nói giỡn nha, chứ không phải là đùng đùng như hồi đó nữa. Tôi thấm nhất là thú cưng, sợ má ghê. Không, nói với anh em mình ngày xưa vui nha. Quá vui luôn. Tôi nói thật nha, bây giờ tôi đi làm hoặc là có những lúc tôi đi quay này kia, rồi tôi nhìn mọi người á, tự nhiên tôi nhớ mọi người cũ ghê luôn á. Anh em mình giỏi mà. Có nhiều anh em tên tuổi mà quá giỏi nghề mà giờ thật sự tôi nhớ anh em ghê luôn. Nhưng mà tôi nói thật nha, khi tôi mở cái phòng trà của tôi á, tôi rất muốn làm những đêm hài. Cái này tôi nói thật tôi có bàn hết rồi, nhưng mà anh em hài của mình lại bị một cái tôi sợ lắm. Có nghĩa là bây giờ anh em đang không có việc. Tôi muốn tụ họp anh em lại với mục đích là anh em gặp nhau vui chơi. Đúng không? Và đỡ nhớ nghề.
nhưng tôi lại sợ cái tính mà là ông này bà kia đó rồi hành tôi nữa. Tôi làm được anh em sẽ có giá cao, nhưng tôi sợ nhất cái mà là mà gọi là cái tính gì ta, cái tôi ngôi sao á, có nghĩa là ở nhà thì không có việc mà khi đi làm thì lại trịch thượng á. Đúng rồi, sợ cái đó. Đúng rồi, thiệt anh em mình bị dở cái đó thôi. Nhưng mà cũng không trách được, tại vì á hầu như anh em mình trước đây á rơi vào cái bối cảnh xã hội mình khổ quá. Nên khi những người nào mà nằm trong cái tầng lớp khổ quá, tự nhiên họ trọng cái đồng tiền, mà từ cái trọng đồng tiền họ mất đi cái sự sở lợi. Mà họ mất đi cái sở lợi là họ mất đi cái trời cho. Nó bị rơi vô cái đó đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Không, cũng có nhiều cái mà khi mà tôi làm cái kênh này đó, tôi gặp lại cũng nhiều anh em rồi. Đó, rất ư là dễ thương. Đó, rất hòa đồng mà nói chuyện coi như là về đời tư nè, và về chạy đi quay phim nè, rồi làm nó đúng là tức từng tật đó. Làm bất cứ gì vẫn mưu sinh, bây giờ người ta vẫn mưu sinh mà. Có những người người ta ở nhà người ta không được mời thôi. Chứ người ta được mời là người ta cũng nhiệt tình lắm. Không thiệt, từ bữa tới giờ tôi làm là tôi thấy tôi có một số anh em rất dễ thương. Không, tôi làm hết từ nhỏ tới lớn. MV này kia làm luôn không? MV làm luôn, làm hết luôn, tức tật luôn đó. Giỏi vậy. Không, vợ làm. Tôi là chỉ hình ảnh thôi, tốt nghiệp đạo diễn. Đạo diễn làm. Chứ như những lời thoại mà lâu lâu cái nhìn vô màn hình, thí dụ nhìn là bà con cô bác rồi theo dõi kênh YouTube của Tam Thanh Official là như biết bao lâu rồi. Bây giờ gặp Lê Quốc Nam tôi mới nói đúng cái kênh tôi là Tam Thanh Official. Không, hồi nãy tôi cũng có hỏi cái máy quay nè. Tôi cứ tưởng là bán dầu thơm này kia để lo cho con cái bán lợi nhiều đi mua thiết bị hết trơn vậy. Ok, đúng không? Nói vậy nói chứ mình phải tồn tại, hiểu không? Đúng rồi. Tôi ủng hộ ông, phải không? Nhưng mà bây giờ vậy nè, đã tới đây vô ăn cơm với tôi không có về. Ăn cơm ở đâu? Hỏi từ chối đi. Ăn cơm ở đâu? Vô nhà tôi lẹ. Tạm biệt bà con nha. Cũng như em lúc bên nhà ngày xưa cũng là nè đó, cũng vậy đó, này kia nọ cũng đúng rồi mà nịnh má rồi vừa phải luôn. Bây giờ vừa phải anh coi ông bãi anh lợi dụng cái này, anh lợi dụng nè, anh tính xem như là một giống như một đứa em trong nghề, trong cái tuổi nghề, trong cái nhóm, giống như là anh cứ nghĩ nó như là nhóm viên ngày nào. Nhóm viên sao em bây giờ là nhóm viên sao anh không ôm em như anh ôm vợ em.